tàu lái vỡ sự tình thương vững vàng đi bước về phía trước. Tiếng gió cầm và xe thắp lên ý chí, đường ngọn lửa cũng cháy xua mà đêm tối soi đường dẫn lối bước đường ta. Trên đám cây ác bảo vệ trái đất, sát cánh những thần thú nay chúng ta học được chỉ cần ở cạnh nhau, hãy cứ sẽ chia mọi chuyện sẽ vượt qua. Trên đám cây ác bảo vệ trái đất, sát cánh những thần thú nay chúng ta học được chỉ cần tin tưởng nhau, cần giúp đỡ nhau, chúng ta sẽ tiến xa. Học được chỉ cần tin tưởng nhau, cần giúp đỡ nhau, chúng ta sẽ tiến xa. Chiến gia sư thú tập hợp. Quả ngục bảo long, cậu có ổn không? Không, không, năng lượng bóng tối rồi Abaddon truyền vào đã vượt quá khả năng của quả ngục bảo long. Tôi tiếp tục như vậy cậu sẽ bị thương nặng mất thôi. Hả? Phải phá hủy hết thiết bị trên người cậu ấy. Quả ngục bảo long, tiêu diệt bọn chúng đi. Quả ngục bảo long, mau dừng tay lại. Hả? Đại bàng không kích. Chuyện này sẽ xảy ra khi ngươi thách thức ta đó. Lên đi, đội quân bóng tối. Mau dừng lại ngay. Bộ hung bọc thép, mau chạy đi. Quảng kiến tầng lâu, đồ xấu xa, bộ giờ đến bắt ta đi. Hoàng kim thần long, hơi thở đồng thời. Tiếp theo hãy để cho tôi. Ở đây nguy hiểm lắm, mau đi theo chúng tôi. Tại sao quân lính của đội quân bóng tối lại có mặt ở khách nơi vậy chứ? Ta không thể chiến đấu như vậy được, phải tách bọn chúng ra trước.
Tây Giáp Sấm Sét và tôi sẽ đưa chúng về phía nam. Chúng tôi sẽ đi cùng cậu. Cậu không thể một mình đối phó với quá nhiều quân lính, đội quân bóng tối như vậy. Ringo, em giành Centro và Abaddon đi. Anh sẽ cùng chiến xa siêu thú còn lại cứu quả ngục Bạo Long. Mình sẽ đi cùng với cậu. Yasi, Yasi à. Anh hai, giờ em là một thủ lĩnh chiến xa siêu thú đủ tiêu chuẩn rồi. Hãy tin tưởng em. Được rồi, anh tin em. Chiến xa siêu thú kích hoạt. Siêu thú biến hình. Tê giác sấm sét. La dè sấm sét. Hoàng Kim Thần Long, mọi việc cứ để cho chúng tôi. Được rồi. Thả tôi ra. Đến lúc tỉnh lại rồi, quả ngục Bạo Long ơi. Bát bay tỏa sáng. Thông tin mang mai, nhanh lên, mau hành động đi. Ôi không. Quả ngục Bạo Long. Quả ngục Bạo Long. Hù tiền ban mai hả? Tôi thực sự đã làm việc này hay sao? Quả ngục Bạo Long, hiện giờ cậu đã nhớ ra chúng tôi rồi có phải không? Tôi nhớ tất cả mọi thứ rồi. Tôi đã làm tổn thương bạn bè của tôi. Tôi đã gần như làm tổn thương hành tinh này. Quả ngục Bạo Long, đó không phải là lỗi của cậu. Chính Abaddon đã lừa gạt và điều khiển cậu. Abaddon, ta sẽ bắt cậu phải trả giá chuyện này. Quả ngục Bạo Long, có chuyện gì vậy? Năng lượng bóng tối đã làm tổn thương cơ thể cậu ấy. Chúng ta đã tới muộn rồi. Quả ngục Bạo Long, hãy nằm yên đi, để tôi chữa trị cho cậu. Thương tin bác mai, hợp nhất xe vũ trụ.
sáng thanh tị. Tôi ổn rồi, tôi phải chiến đấu với Abaddon. Quả ngục bao lâu, điều quan trọng nhất đối với cậu lúc này là nhanh chóng khôi phục lại sức mạnh. Bằng không sau này làm sao có thể chiến đấu với Abaddon chứ? Hả? Lần này ngươi thật sự làm cho ta bực mình đó. Đội quân bóng tối, tấn công! Chỗ đó nguy hiểm lắm. Vẹt nhí nhảnh. Mau thả vẹt nhí nhảnh ra cái đồ xấu xa kia. Dù ngươi có nói gì đi chăng nữa, chỉ cần ngươi đưa lỗi năng lượng vũ trụ cho ta, ta sẽ thả nó ra. Nhưng điều đó không phụ thuộc vào ngươi đâu. Không được, vẹt nhí nhảnh đang nằm trong tay của Abaddon. Nếu như tung tuyệt chiêu độc nhất thì có khả năng cậu ấy sẽ bị thương đó. Người có giao nó ra hay không? Hoàng kim thần long không thể đưa nó ra. Đây là một quyết định thông minh. Nhanh lên, đưa lõi năng lượng vũ trụ cho ta đi. Lỗi năng lượng vũ trụ, cuối cùng ta cũng đã có được ngươi. Abaddon, ngươi đã có nó rồi. Mau thả vẹt nhí nhảnh ra đi. Thả ra sao? Ta sẽ không để cho bất kỳ ai trong số các ngươi đi đâu. Hãy bắt đầu với tên này. Không! Vẹt nhí nhảnh. Đây là đại bàng thần sấm. Cậu đã đến rồi. Đẹp nhí nhảnh, cậu có sao không? Cậu bị thương ở đâu vậy? Đừng lo, tôi không sao. Ta không thể tin được là ngươi có thể trốn thoát khỏi ngôi đền bị sập đó. Đương nhiên, ta sẽ không để ngươi hủy diệt thế giới này đâu. Ngươi nghĩ ngươi có thể tự mình ngăn cản được ta hay sao? Sư tử cùng quá, đó là sư tử cùng quá. Anh hai ơi, sư tử cùng quá đã trở lại rồi. Sấm sét tung trời. Sư tử cuồng quá, hành động đi. Ha ha, đại bàng thần sấm không thể làm được, nhưng mà đã có tôi ở đây.
Cậu đã trở lại, nhưng bây giờ hãy giải quyết vấn đề trước mắt đã. Hãy mau đưa lỗi năng lượng vũ trụ cho ta. Đại bàng thần sấm, hãy cho họ thấy sức mạnh của chúng ta từ ngôi đền đi. Còn chờ gì nữa, mau đi thôi. Các người đánh giá quá cao bản thân rồi. Thì chủ năng lượng bóng tối đi, đừng cho Abaddon cơ hội tấn công. Hãy mau giao nửa lõi năng lượng vũ trụ của ngươi ra đây. Đừng hòng nghĩ tới chuyện đó. Sander, cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ cách làm sao để lấy được lõi năng lượng của Abaddon đây. Hả? Chúng ta thậm chí không thể nào chạm được vào Abaddon đâu đó. Sander, tôi tin chắc là cậu sẽ tìm ra cách thôi. Dù Abaddon có mạnh tới đâu thì cũng không sánh được với 12 chiến xa sư thú hợp sức. Cho nên hãy cho hắn ta thấy được sức mạnh đoàn kết của tình bạn đi mọi người. Sức mạnh của đoàn kết tình bạn. Anh hai ơi, vậy thì chúng ta còn chờ đợi gì nữa, mau hành động thôi. Tuy nhiên vết thương của mọi người. Vết thương của tôi đã lành rồi, tôi có thể chiến đấu bây giờ. Được, quả ngục bạo long, hoàng kim thần long, tôi sẽ giao hắn cho các cậu nha. Được, được. Thiêu thủ biến hình, quả ngục bạo long, bạo long công phá. Các người muốn chiến đấu với ta bằng mấy cái chiêu cách riêu này à? Vẫn chưa kết thúc đâu. Thần long trỗi dậy. Hành động lấy lõi năng lượng. Mau dừng lại đi. Nóng quá đi, nóng quá đi. Các người vẫn muốn lấy lõi năng lượng vũ trụ hay sao chứ? Chưa đếm đến năm thì sức mạnh của lõi năng lượng vũ trụ cũng sẽ đủ để nướng chính các người rồi đó. Sao lại như vậy được? Khủng long vũ trụ có thể chứa được rất nhiều năng lượng vũ trụ, nên đương nhiên là chúng có thể cầm được lõi năng lượng vũ trụ. Hả?